trời ơi, sao đi thẳng dữ vậy trời. Trời ơi, sao thẳng luôn vậy? Che rồi, quá rồi, quá rồi. Rồi, rồi, mất lái rồi. Mất lái rồi. Rồi, tắp ngang luôn rồi các bạn. Rồi, má ơi. Má ơi, thấy ghê chạy. Rồi, rồi, bơi ngang luôn rồi. Chạy, chạy. Rồi, để đây sao? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, thằng kia vô nữa kìa. Rồi, mất lái rồi. Rồi, thằng cá mất lái, bê nằm ngang luôn. Giờ đạp lái lại rồi. Quá rồi. Ve lại. Lấy vô không hết là nó nguy hiểm lắm. Rồi, đâm vô bờ luôn rồi. Đâm vô bờ rồi. Rồi. Đâm vô bờ rồi các bạn. Rồi, 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 rồi. Quá rồi. Quá rồi, quá rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Tới em ơi. Quá rồi. Căng dữ vậy ta. Quay đầu ra luôn rồi. Quay đầu ra luôn rồi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Ghê vậy. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube mình nha. Hiện tại thì mình đang có mặt ở Tắc Cậu Kiên Giang để quay cho tất cả các bạn mọi cùng xem là những chiếc ghe tàu cá bự khủng khiếp chuẩn bị ra khơi đánh bắt ha. Đây thì trên màn hình nhỏ của bạn mấy em thì có một chiếc ghe có một cái màu với lại là hai cái đặc biệt quá khác nhau. Có một bên mới và một bên cũ. Ở trước và mũi thì mới, ở sau thì hơi cũ. Đây chiếc ghe này nó có cái đặc biệt quá bất ngờ và lạ. Đây mọi người xem ở phía trước này không? Nó mới tinh luôn. Mà ở phía từ cái vị trí ra sau thì nó hơi cũ cũ. Đa số là những chiếc ghe này đánh bắt là cái dùng ngoài khơi không nha các bạn. Thì chiếc nào trên 15m thì cabin nó sẽ là màu xám, còn chiếc nào mà dưới 15m thì cabin nó sẽ là màu vàng. Nói về ghe biển ở Kiên Giang thì Tắc Cậu có lẽ là đứng nhất. Với lại là ghe bự đồ khủng khủng không à. Một chiếc ghe thế này thì người ta đi với thời gian đánh bắt là đâu đó khoảng chừng 3 đến 4 tháng ha, mới vô bờ. Mà không phải là vô bờ, người ta sẽ cặp một cái cửa biển nào đó. Rồi tàu tải cá sẽ sang qua bên tàu tải cá thì mới vô cảng bán. Đó là cơ bản về những chiếc ghe biển mà mình hiểu là như vậy ha. Thì hôm nay thì mình sẽ quay cho mọi người xem là những chiếc ghe biển ở đây sẽ chạy ra cửa biển. Còn nguyên một cái vạc bên này khủng khiếp lắm các bạn ơi. Thì những chiếc ghe thế này thì nó có một cái chiều dài đâu đó khoảng chừng 20 mấy mét trở lên. Khoảng chừng 30 mét đổ lại. Máy, công suất máy thì đa số là Cummins, Hino, Mitsu hoặc là Giang Trai. Đó là những cái cơ bản mà mình đã hiểu được là như vậy ha. Đó, mọi người thấy này. Đây là chiếc ghe này sẽ chuẩn bị vô tiếp theo đây các bạn. Chiếc này là chiếc cái ha. Wow, cái miệng cạo trên nhìn cái dàn phao trên như cái chùm nho vậy này. Thường là cái chiếc cái này là sẽ đi khoảng chừng mười mấy người nha. Nói chung là tùy theo, cái lúc mà bạn đông thì đông, còn ít thì đi thì ít. Nhưng mà trung bình là khoảng chừng 10 người. Wow, cái cổ bồ quá dài các bạn, cái ống bồ. Nhìn cái chiếc này hầm hố thiệt. Nói chung là cái tàu này lúc trước khi chuẩn bị đi nó hơi khẩm khẩm như thế này. Tức là người ta sẽ lấy nước đá các bạn, người ta xây đá dưới ha. Một cái chiếc tàu gì thì trung bình khoảng chừng chở thì mình cũng không biết nữa. Nói chung là nó cũng dao động là tầm khoảng chừng cả ngàn cây rồi đó. Người ta muối cá. Cái máy này nghe nó sướng tai thiệt chơi. Công suất của cái máy này thì dữ dằn lắm. Hộp số thì chạy đâu đó từ 9 tua đến 12 tua rưỡi được không à. Chân dịch thì đâu đó khoảng chừng 2 mét mấy. 2 mét mấy hoặc là có thể 3 mét đâu luôn không chừng ha. Thì đó là cái cơ bản là nó là như vậy. Giờ ảnh đang chuẩn bị quẹo vô, đang chuẩn bị đi ra biển. Tàu nào ra biển cũng phải bắt buộc đi ngang cái chỗ mình đang ngồi đây. Rồi, hôm nay là một ngày nước quá lớn. Này cái miệng cào anh để ở trên sàn khốt của trên cẩu chữ A thì tương đối cũng khoảng chừng 7 mét ạ. 1, 2, cả đó 7, 8 mét, 9 mét gì đó. Hai bên thì được ốp inox. Ồ, tiếng máy nghe như là máy bay vậy đó. Cái giỏng văng ở bên hông nè. Cabin thì 2 tầng ha. Cabin 2 tầng để cho mấy anh em bạn mà khi một ngày đánh bắt mệt mỏi là vô đó ngủ nghỉ rồi đó. Rồi sao chiếc này anh này đi sao mà sát bên đó giữ cái tàu. Tiếng máy hì hì.
sát ghét quá, anh đi sát bên đó quá. Cái dòng tour trên kia nó hú. Đa số là mấy chiếc tàu này khi mà vô kênh nhỏ là người ta sẽ chạy tốc độ chậm chậm thôi ha, chứ không có lên ga quá dữ. Nhiều khi lên ga nhiều quá nó cũng là tạo sóng gió cho mấy chiếc ghe nhỏ đậu trong kinh rồi, nó cũng nguy hiểm lắm. Nói chung là sợ đứt dây rồi thôi chứ không gì. Một chiếc đực đi trước thì tất nhiên chiếc này chiếc cái rồi sẽ có chiếc đực đi tiếp theo nữa. Đây là thêm một chiếc nữa sẽ chuẩn bị ra đây các bạn. Có thể nói là mấy chiếc ghe ở Kiên Giang mình thì hầu như là chiếc nào nó nhìn lực lực không à. Nó có một cái chiều cong gì đó khá là đặc biệt hơn những chiếc ghe ở vùng Tiền Giang hay là Long An hay là cái vùng ngoài miền Trung ha. Đó, cái độ tròn tròn và cái độ mà kiểu như là cao cao đồ nhìn nó rất là đã. Nói chung là giống như mình ở đây thì mình thấy ghe ở chỗ mình đẹp, còn những anh em mà ở ngoài khác thì có lẽ là nhìn chiếc ghe ở Kiên Giang thì hơi lạ xíu. Anh này thì anh cũng đang lấy cái mũi cho nó lơi lên để quẹo cua. Thì chiếc tàu cá ở đây á nó khó lái hơn xà lan rất là nhiều nha các bạn. Vì đa số 90% thì họ sẽ lái cơ chứ không có dùng hệ thống lái ben thủy lực. Wow, sao anh này nó lấy sớm dữ vậy ta? Mới vô tới đây anh bẻ vô rồi. Chiếc này là một chiếc cái nữa nha. Ây da, sao nó sát vô bờ kè bên kia dữ vậy ta? Căng vậy ta? Sát nhà luôn rồi kìa. Rồi, hên là nước lớn chứ phải nước rồng là dính cạn rồi. Giờ anh cắt con thả trớn rồi kìa. Anh lấy quá, gió trời nó bê xuống nữa các bạn. Cái lực cái hơi máy này giống cái hơi máy Mitsu quá. Rồi cái dàn bạn đi bên ghe bên này khá là đông nha. Hú nghe đã tay chưa? Mạt rồi đó. Lấy lái lại đó. Gống rồi. Quá dữ. Thường là những cái thâm hạ của những cái chiếc ghe này thì nó khá là cao ha, rất là chiều cao á. Đây cho mọi người xem là cái chiếc vỏ lãi này là chở mấy anh em bạn đi ghe này. Trời ơi, chạy gì mà thấy kinh khủng khiếp đi chứ. Đi như là tàu không đáy vậy. Đó, mấy anh em bạn đi ghe thì người ta sẽ đi bằng cái cách này ha. Đây là tất cả những cái lương thực mà sẽ chuẩn bị đi ra ngoài biển đem theo đánh bắt đây. Cho mọi người xem một chiếc ghe bự khủng khiếp tiếp theo đây. Đó các bạn, mọi người thấy cái người ta đứng trên đó thì các bạn mọi người biết được chiếc ghe nó bự như thế nào ha. Chiếc này thì có trang bị là hệ thống la định vị đồ khá là phối tăng ở trên đó này các bạn. Đó. Ở phía trước là cái dàn cẩu chữ A và phía sau thì cũng có một cái tháp để mà gắn những cái la định vị để mà quan sát ở trên đó. Khủng khiếp thiệt cho chiếc này, thật sự là mình hết biết ngang bao nhiêu và dài bao dài luôn rồi. Anh chuẩn bị quẹo cua này. Chiếc này cũng vẫn là một chiếc tàu đực nha, đó lộn tàu cái. Ôi dữ dằn thiệt chứ, chiếc này nó bự má ơi. Ủa không phải tàu đực tàu cái đâu mà chiếc này làm nghề gì mình cũng biết luôn các bạn ơi. Quá dữ. Có cái lụp trên đó. Chắc là cào đôi quá, thấy có dây đó nè. Chắc là chiếc cái nha, chắc này là chiếc, có lẽ là chiếc tàu cái. Mấy cái máy này thì bự khủng khiếp lắm. Thường là chắc là từ K38 đến là Cummins K19 rồi đó. Trang bị hệ thống la phía trên này. Dữ dằn hả?
chơi bên dưới luôn. Nói chung là các thiết bị nào cũng có dưới đó, theo mình đoán là như vậy. Mấy chiếc này là đi ít nhất cũng từ 4 tháng mới vô vô bờ một lần này, mà không phải là vô bờ đâu nha, chỉ là đậu những cái nơi mà gần cửa biển thôi, chứ không có vô bờ được. Còn vô bờ được là trừ khi là Tết nhất hay là những cái gì đó đặc biệt á thì tàu mới cho vô bờ. Đây một chiếc bự kinh khủng khiếp nữa sẽ chuẩn bị quẹo vô nha. Chiếc này cũng vẫn là có gắn hệ thống lada độ trên kia này. À, nhưng mà lada gì đó chưa có quay ha. Thường là cái hệ thống lada này sẽ quay vòng như đó để nó quét cái gì đó. Ôi, chiếc này nó bự. Chiếc này chắc cũng vẫn là một chiếc cái nữa quá các bạn. Wow, anh nạp hết để anh vô cua. Bự khủng khiếp thì các bạn. Mấy chiếc ghe này thường thì người ta sẽ không có tính tấn đâu nha. Không biết nhiêu tấn đâu mà tính. Trời ơi, anh nạp kìa. Đã lỗ tai thiệt chứ. Quá bự, thường là có mấy anh em ngồi phía trước đặng mà coi cái tầm nhìn cho tài công bên trong lái. Tại vì cái tài công bên trong lái là cái tầm nhìn họ sẽ bị hạn chế rất là nhiều, không giống như xà lan. Tại thường là cái mũi tàu sẽ ngóc lên. Còn xà lan thì nhìn sẽ thấy hết giáp dòng hết. Cái dàn độn. Dàn độn keo đã. Cái anten nó phía sau muốn đụng dây điện ở trên luôn kìa. Thấy chiếc nào mà cố gắng hệ thống lada định vị là chắc là đánh bắt dùng khá là xa, khá là sâu các bạn. Đây là một chiếc bự tiếp theo đây các bạn. Wow, chiếc này bự ha. Rồi này nó ôm sát mé luôn nè, vô sát cây xài luôn. Bốn anh ngồi phía trước. Trời ơi, sao đi thẳng dữ vậy trời. Trời ơi, sao thẳng luôn vậy. Yeah rồi, quá rồi. Rồi, mắc lái rồi. Rồi, tấp ngang luôn rồi các bạn. Má ơi, thấy ghê trời. Rồi, bơi ngang luôn rồi. Trời. Rồi, đỡ này sao. Trời ơi. Bây giờ, trời ơi. Thằng kia vô nữa kìa. Rồi, mắc lái rồi. Trời ơi, cái này cái tàu cá mình nói rồi là nó khó lái hơn xà lan nhiều lắm nha các bạn. Rồi, chắc có lẽ là anh sẽ quầy ra. Rồi, tàu cá mắc lái bê nằm ngang luôn. Bây giờ anh đạp lái lại rồi. Ghe lại lấy vô không hết là nó nguy hiểm lắm. Rồi nút rồi má ơi, nút cái bạc hào hào rồi anh tới luôn rồi. Giờ mấy chiếc ghe là ở ngoài kia đang chừng chừ ngoài kia không dám vô. Trời ơi muốn đụng vô nhà luôn rồi, căng dữ trời. Chỗ này nó có ngay cái bến đò nữa các bạn. Ghe ngoài kia giờ nó ùng ngoài kia kìa nè. Giờ mấy chiếc ghe tàu này cũng chuẩn bị quẹo vô nữa, nhưng mà là anh này anh cản được luôn rồi. Quá nguy hiểm, tại vì tàu cá mà lấy phải lơi lơi mới được, lấy không khéo là mắc lái như chơi liền. Rồi đâm vô bờ luôn rồi, đâm vô bờ rồi. Trời ơi, đâm vô bờ rồi các bạn. Trời ơi, quá rồi. Anh đập vô bờ luôn. Mắc chớn là khó lái lắm nha, chứ không giống như là xà lan mình đâu. Rồi anh dè đít ra đây để anh đạp tới này. Nguy hiểm thiệt chơi, bởi vì xung quanh đây toàn người ta đổ bê tông đồ dữ trời lắm. Còn anh ở ngoài kia đang chuẩn bị vô nữa nè. Giờ này đây nước nó cũng tương đối lớn cho nên cũng hết sức là nguy hiểm ha. Nó giờ anh đang đạp tới các bạn.
rồi tới nữa rồi. Ủa sao không ve mà tới nữa ta? Vì cái bánh lái của tàu cá là nó cũng tương đối là nhỏ các bạn. Với thứ hai là lái cơ. Tàu cá chỉ có đi ra biển là vô tư dễ lái nhất, còn khi mà nằm trong kinh ngay ngã ba mà những cái con kinh hẹp đồ này kia nọ là khó khăn lắm nha. Nó như các bạn mọi người thấy đây là một cái góc hình thực tế nhất nè. Khi mà ảnh quẹo vô cua mà kiểu như mà ảnh bị mắc chớn rồi nó rất là khó. Nó vô đây bây giờ ảnh phải mà tới lui cho 2-3 vòng nữa. Giờ mấy anh em bạn thì đang ở phía sau để quan sát coi có gì đặng mà hú với tài công phía trước. Rồi còn hai chiếc ghe ngoài kia đang ùng ngoài kia rồi. Giờ anh đạp lái tới nhẹ nhẹ nè. Rồi sao mà tới hoài trời? Gấu vậy? Sao anh không ghe mà anh tới hoài ta? Gió nó bê nữa nè. Rồi má ơi, quá nạp khối rồi. Cũng không ghe mà tới hoài trời. Giờ sao mà anh ủi cái mũi vô trong cái tường ở phía trước luôn rồi các bạn. Còn mấy anh này thì anh đang tìm lối vô nè. Này phải có chiếc nào mà lôi cái đít ra thì dễ quá. Đây tiếp tục ảnh ve nữa nha. Chắc có lẽ là ảnh quậy ra luôn rồi. Nguy hiểm thật sự. Tại thấy tàu cá đi cái chấn chậm chậm chứ mạnh dữ lắm. Dính đây luôn rồi. Căng quá. Hai chiếc đang đậu ngoài kia. Rồi, chắc có lẽ là tìm cách để lôi đít ra, hay lôi mũi ra rồi. Chứ chỉ có dè với tới lui thôi chứ không có đường nào mà quậy nữa rồi. Cái con kinh chỗ này mà tàu cá dắt ngang cái một là nó muốn bằng luôn á, nó muốn đập ngang luôn á chứ không phải chơi đâu. Tại cái con kinh chỗ này thì nó ra biển mà tương đối là nhỏ chứ không có quá bự. Có lẽ là tài công ở bên trên bây giờ đợi cái hướng gió để mà thổi cái đầu qua quá. Đang ve ra nè, nằm ngang luôn à. Wow, đúng rồi, tới đây anh ơi. Wow, căng dữ người ta. Quay đầu ra luôn đó, nó quay đầu ra luôn rồi. Trời ơi, ghê vậy. Yeah. Yeah lại tấp bên kia nữa. Trời ơi, ông to. Ơi. Lái không ăn các bạn. Thật sự nói. Quá khó lái. Hai ba chiếc ồ dồn ứ ngoài kia hết trơn rồi. Trời ơi mẹ ơi, giờ anh không biết làm sao, anh cứ nà mà tới lui hoài không biết đường mà thoát nè. Tới lui nữa. Căng dữ vậy tại không biết đường binh luôn. Thôi giờ không biết anh móc lái móc đít ra hay móc lái ra mình cũng hết biết đường rồi. Tới chiếc này nữa. Rồi chiếc này dài dữ vậy ta. Wow.
quýnh hết trơn, hết biết làm gì rồi. Đây, bây giờ bên hông này thì à, đó, cái hiện trường là nó là như vậy đây. Đây giờ lũ vô trong đó rồi đó. Rồi mấy anh này cũng đang tìm đường để chui vô nữa này. Rồi giờ có chiếc này lại hỗ trợ để lôi ra nha. Chỉ có gì mới thoát khỏi thôi chứ giờ cứ che tới giờ lôi hoài là thua. Chiếc này chắc gắn cu min hay sao, nghe cái hơi gáy đã quá. Tàu đò lại nắm đầu lôi ra mới được chứ không tàu cá không xử lý được rồi. Thì cũng như mình nói là cái hệ thống lái của tàu cá là nói chung là chữ gì khi qua ra biển á, mới hoạt động được chân chu thôi, chứ đôi khi còn trong kinh nhỏ thì căng lắm. Rồi rồi bạn chỉnh cũng lính quýnh hết trơn à. Rồi đụng rồi, đụng rồi, đụng rồi. Rồi tàu cá giờ tới đụng cái mũi vô bức tường đẳng luôn rồi kìa. À, bây giờ sẽ nắm đầu lôi ra nha. Rồi nạp hết ga đó. Đây chiếc kia giờ đang lôi cái mũi xuống này. Kịch kìa. Chỉ có lôi mới ra thôi chứ nếu mà để cho ảnh là xử lý là hơi chua á, nằm ngang luôn. Đó bê rồi đó. Rồi đóng hết ra được rồi anh tài công ơi, ngay rồi đó. Ghê chưa, chỗ cái cua này các bạn mọi người thấy tầm cái tầm cái tầm quan sát là cái góc hẹp là rất là nhiều. Rồi bây giờ anh tài công sẽ lấy lái ngay lại là vô số thôi nè, anh quay mỗi tay luôn nè các bạn thấy chưa. Lái không ăn không ta. Rồi chân chu rồi nha, thả ra gai thôi là cũng ngon lành rồi đó. Rồi đi vô đây ngang cái dính tấp ngang liền. Rồi giờ tới mấy chiếc kia, còn hai chiếc mà này đang chuẩn bị vô này các bạn. Hồi nãy thì ảnh gặp cái anh kia cản rồi cho nên là ảnh không có đi vô được. Đây bây giờ đường đã thoáng rồi ha, tiếp tục. Chứ nào đấy các bạn mọi người thấy chưa, mấy anh ngồi trước à, năm người ngồi phía trước mà nhỏ xíu xíu à. Nếu mà các bạn mọi người chưa thấy chiếc này ở ngoài thật ở ngoài á, nếu mà có cơ hội thấy được mới biết được những chiếc tàu cá Kiên Giang nó bự như thế nào, chứ đôi khi mình xem ở màn ảnh nhỏ thì nó cũng là không có quá bự như mình nghĩ đâu, nhưng mà gặp ở bên ngoài coi mới đã mắt. Ôi, chiếc này thì có trang bị máy lạnh rồi luôn nè, chiếc này có lẽ là chiếc cái. Trời ơi. Đó, máy lạnh cho tài công nè, hiệu là TCL. Cái dàn độn là gắn đau đầu ha, dàn độn gắn không giống như xà lan. Trời ơi, ông hai nó chạy ghê. Một chiếc nữa lại vô an toàn. Cũng là lái đôi hết nhìn đã thiệt. Đây chiếc này sẽ chuẩn bị quẹo vô đây các bạn, mà sao anh nghiêng có một bên nữa, không biết sao đây. Ông bên này ông thủ dây để chuẩn bị lôi vô nè, ông sợ lái không ăn nữa. Nguy hiểm quá, chắc có lẽ là anh cũng đang phân vân là lái có ăn, lái không ăn cho nên là ông nhờ chiếc kia lôi đầu vô nữa nè. Chiếc này cũng có gắn là hệ thống radar định vị đồ tùm lum trên đó.
Chiếc này có lẽ là anh sợ lái không ăn là đúng rồi các bạn, tại vì cái mũi phía trước quá khẩm rồi. Rồi khi chiếc này lâu vô rồi cho chắc rồi, chứ không dám vô sợ nó tấp nữa, nguy hiểm lắm. Rồi sao mà cái đít nó bê xuống nữa vậy, lòi ngang hông hay sao mà. Phía dưới thì đang có một chiếc đang đi lên nữa nha, ngoài vô bổ trâu phía trước này. Chắc chiếc này với chiếc hồi nãy là chắc chung cặp với nhau quá các bạn. Chỉ có cái chiếc nhỏ thế này nè, lôi là nó dễ hơn mà mình chạy mình ên vô. Mình ên vô mà tàu mà khẩm mũi là lái không ăn đâu. Khẩm mũi nó vừa thì nó còn đỡ, khẩm mũi quá là lái không được luôn. Đó, bây giờ thì cái chiếc nhỏ sẽ chuẩn bị kéo nha. Gió, quá gió. Đây, anh này anh sẽ nhường cho cái anh này anh vô trước rồi anh kia mới vô. Tại cái con kênh hẹp chỗ này thì đi phải thứ tự mới được, chứ đi mà gấp gấp là nguy hiểm lắm. Giống như ai vô thì cho có người, chứ để kiểu mà chen nhau vô thì nguy hiểm. Mà hai bên bê tông với nhà là khích khích nhau thế này nè. Chiếc này cũng vẫn là cầu đôi ha, đa số là 90% ở đây là ghe cầu đôi rất là nhiều. Chỉ có một số là lưới xù với lại là cầu chiếc đồ thì ít lắm các bạn. Rồi bây giờ thì nhiệm vụ khó khăn để cho chiếc tàu để kéo ha. Rồi, bây giờ dắt mũi rồi, không dắt mũi nguy hiểm lắm, còn một chiếc ở phía sau nữa kìa. Kéo không đi luôn kìa. Cái tàu cá nó nặng sát ghê lắm nha, chứ không giống như xà lan mình đâu. Rồi chiếc kia cũng chuẩn bị quẹo vô nữa kìa, chiếc bên kia kìa. Rồi chiếc đó xuống nước đá gì mà dữ dằn thiệt ha. Rồi anh đến quẹo vô luôn hay gì trời. Trời ơi. Ông kia ông gấp dữ người ta, chắc có lẽ là ông hiểu lầm là ông này ông kéo đi nè. Trời ơi. Gấu gì trời. Ông kia cũng tưởng là chiếc này kéo thẳng cho nên là ông mới ôm cua vô. Nguy hiểm quá. Ông này mắt trớn tấp luôn rồi, ông kia vô rồi nè. Rồi, dữ lắm khối rồi. Ông kia mắt lái luôn rồi. Tàu cá mà mắt trớn là nó nguy hiểm lắm nha các bạn. Rồi, ông bên này dính cạn luôn. Rồi, cái này ve ra lại rồi. Gối không hiểu ý rồi. Nguy hiểm quá. Rồi, hai chiếc nào cũng ve hết trơn, tại bị mắc chớn rồi. Rồi, chiếc trứng giữa. Rồi ơi. Sao đây ta? Rồi, chiếc này móc vô rồi. Nạp thối rồi đó, tao rồi mẹ ơi luôn kìa. Ôi kìa, anh đẩy hết ra luôn rồi. Không được rồi. Quất thẳng là chết luôn á. Yeah, móc không hết rồi các bạn. Rồi cái cua này ngặt đời chưa. Kìa. Rồi móc láng cái nữa, mai ra mới hết được nha. Wow, chiếc này chắc nước đá quá khẩm mũi rồi, lái không ăn luôn. Quá nguy hiểm thật sự. Thêm cái bến đò đi qua đi lại nữa. Tàu ghe ở đây tuy là nó vậy chứ phức tạp lắm nha. Nó như trên một cái quốc lộ 1A vậy. Rồi bây giờ anh lấy ngay lái rồi đó, có lẽ là ổn rồi đó. Vô thẳng luôn. Ngay lòng lạch rồi đó. Nó đã bị khẩm mũi mà còn nghiêng một bên nữa thì cái lái phía sau thì nó sẽ nhẹ mà hỏng lên. Rồi chiếc này vô rồi chiếc kia mới vô theo ha. Rồi má ơi có cái mũa kìa. Rồi đó, chiếc này ngon lành này nha.
chiếc kia. Cái mũi vẫn cái mũi vẫn lủi lủi bên kia kìa. Rồi trở lại với chiếc này này. Chiếc này nãy mắc chớn rồi cho nên là phải quậy ga vô lấy chớn lại. Khi mà tàu cá mắc chớn là nó nguy hiểm cực kỳ. Kéo không nổi luôn kìa. Nó đang lấy hết ga đó. Ồ, dữ dằn ha, kéo quá chớn đi cuồn cuộn luôn chứ không phải chơi đâu nha. Kéo luôn, ôi ôi cái mũi thẩm xuống kìa, đã ghê chưa. Quá dữ rồi các bạn. Thôi đủ dữ vậy. Quá khứ rồi. Quá đẹp. Cái độ mà anh chơi anh treo ngang không à, ngồi vậy mà cũng dính cạn, nó dính cạn luôn rồi, dính cạn luôn rồi. Rồi đục anh Giang anh tới hả? Tới luôn rồi. Quá rồi. Rồi 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 dữ dằn rồi. Rồi vô ngon lành. Quá quép. Rồi mở dây luôn. Quá máy quá gỏng rồi. Rồi có lẽ cái video mình xin tạm dừng tại đây nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.